Năm rồi nhu cầu ngâm rượu của mọi người khá là nhiều và cái chuối hột này là một trong những cái loại ngâm rượu khá là nổi tiếng và thông dụng đối với nhiều cô chú anh chị. Cái này ngâm thứ nhất là nhanh được uống và uống này rất là ngon và chúng ta dùng để nhậu thì uh, cho mùa Tết này thì rất là ok. Cái chuối hột rừng Tây Nguyên này hiện tại mình đang bán là 90.000 đồng một cân thì đây là cái loại chuối có độ ngọt vừa phải uống rất là ngon và nó có mùi thơm thơm nhất trong các cái loại chuối mà hiện tại mình đang bán. Ngoài ra thì bên mình có cả chuối thái miếng và chuối quả Tây Bắc cũng như là chuối mật Nhưng mà chuối Tây Nguyên này với giá 90.000 là cái loại mình bán chạy nhất và uống cũng gần như là ngon nhất trong mấy loại chuối rồi à, Lát nữa mình sẽ để ở dưới phần mô tả những cái giá của các cái loại chuối thì mọi người có thể bấm vào phần mô tả để xem thì cái chuối Tây Nguyên này cái tỷ lệ chúng ta sẽ ngâm từ một cân à, thì chúng ta sẽ ngâm 5 đến 6 lít rượu và chúng ta rửa sạch về rửa sạch để ráo nước rồi ta, chúng ta ngâm đặc điểm của cái chuối Tây nguyên này thì nó chỉ nhỏ bằng ngón tay này thôi và khi mà ngâm nó ra màu khá là đẹp và chúng ta uống nó rất là dễ uống nó có độ ngọt vừa phải nó không quá ngọt và cái mùi thơm của nó khá là cao cao hơn là chuối tây bắc và cái giá thành cũng hợp lý thôi chỉ có 90.000 đồng một cân giá chưa bao gồm phí ship và cô chú anh chị có nhu cầu về cái chuối tây nguyên này thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại ở trên màn hình số zalo mình để cũng là số đó luôn 0971858882 ngoài cái công dụng để mà uống để mà nhậu đó thì cái chuối hột rừng này nó có tác dụng về trị sỏi thận sỏi mật rất là tốt à, nhiều cô chú anh chị chúng ta không uống được rượu mà chúng ta muốn chữa bệnh thì chúng ta có thể đun nước chúng ta uống cái này cũng rất là ok cái này gần như là cái hạt của nó nhiều hơn à, tất nhiên là cái chuối tây bắc á, thì cái hạt nó sẽ cứng hơn và nó sẽ to hơn thì cái đó dùng để trị bệnh thì nó sẽ ok hơn nếu mà cô chú anh chị dùng nguyên hạt Còn đối với chuối Tây Nguyên này thì đa số mọi người sẽ ngâm rượu nhiều hơn Và chúng ta ngâm thì lại một cân với 5 đến 6 lít rượu khoảng tầm trên một tháng là uống được rồi và hiện tại bây giờ ngâm là đến Tết là chúng ta uống đã là ok rồi